Nam Đàn, Nghệ An là một vùng địa linh nhân kiệt, đại diện cho văn hóa Hồng Lam và của cả nước. Miền đất này không chỉ có nhiều danh nhân hào kiệt nổi tiếng như Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, mà còn là một miền quê đã và đang ẩn chứa nhiều di tích văn hóa danh lam thắng cảnh. Kho tàng di sản vô giá ấy là sự tích tụ của biết bao trí lực sáng tạo, hun đúc nên một kho sử sống cho các thế hệ tìm về với cội nguồn lịch sử. Đó là món quà vô giá để Nam Đàn trở thành một vùng đất khí thiêng sông núi, cùng với truyền thống yêu nước, hiếu học của con người nơi đây, đã dệt thành mảnh đất trùng lai danh thắng địa, cổ lai đa hào kiệt, là miền đất hứa trong tâm thức của người dân cả nước. Trong bức tranh non xanh nước biếc của xứ Nghệ, Nam Đàn nổi lên với những đường nét chấm phá của một vùng sơn thủy hữu tình. Với vị trí địa lý thuận lợi, vừa đồng bằng, vừa đồi núi xen kẽ, Nam Đàn có ba dãy núi lớn bao quanh. Phía nam là dãy núi Thiên Nhẫn như đàn ngựa ruồi chạy quanh. Ở phía bắc là dãy núi Đại Huệ như bức tường thành che chắn mưa bão, gió mùa đông bắc. Dãy núi Hùng Sơn ở phía tây bắc như chở che cho những đồng lúa, bãi ngô nương dâu xanh mướt dọc đôi bờ dòng Lam. Là một vùng đất nghèo nằm ở hạ lưu sông Lam, người dân ở đây thường xuyên phải chèo chống với thiên tai khắc nghiệt. Quanh năm ruộng đất khô cằn, mới nắng đã hạn, mới mưa đã lũ, mà Hoàng Giáp Bùi Huy Bích đã từng viết: hè đến gió lào như lửa đốt, thu qua mưa phùn lấm tấm xa, tháng 10 sông còn tràn nước lũ, mồng 9 tháng 9 cúc chưa nở hoa. Nam Đàn như bức thiên họa tuyệt mỹ với nhiều thắng cảnh tạo nguồn cảm hứng của thi ca, đã góp cho đất nước 38 vị đại khoa cốt cách thanh cao, trí tuệ uyên thâm, được người đời trọng phục. Trong cái chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam từ nay đến năm 2050, và đặc biệt là trong cái quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2030, thì đã đưa cái Nam Đàn là một trọng điểm du lịch của tỉnh. Chính vì vậy, cái việc phát triển du lịch ở Nam Đàn là nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện cái tinh thần nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17. Muốn làm tốt cái điều này thì Nam Đàn cần phải tập trung tôn tạo, trùng tu các cái di tích danh thắng trên địa bàn nhằm khai thác phát huy tối đa kỳ di sản vật thể và phi vật thể trên địa bàn của Nam Đàn. Là mảnh đất văn hiến, mỗi một di tích lịch sử lại là niềm tự hào về con người ở đây. Người trí lực uyên thâm phò vua giúp nước, người tận tụy với cách mạng, suốt một đời đấu tranh giành lại non sông đất nước. Tất cả những con người ấy đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử bằng những sáng tạo văn hóa tinh thần và vật chất mà ngày nay người ta còn được chiêm ngưỡng.
Đàn là một cái huyện có nhiều cái tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa tâm linh và có thể phát triển cả du lịch sinh thái. Trong thời gian vừa qua thì công tác du lịch thì được cấp ủy chính quyền huyện rồi đến các xã cũng hết sức quan tâm, đầu tư và chỉ đạo về nhiều mặt một cách đồng bộ để là thu hút khách du lịch về với huyện Nam Đàn. Và số lượng khách du lịch về với huyện Nam Đàn thì ngày càng tăng. Khu di tích Kim Liên được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác. Nơi đây đã in dấu những lam lũ vất vả của bố mẹ Bác để rồi hun đúc nên một tâm hồn, một cốt cách, một vị lãnh tụ. Hoàng Trù là nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời và ghi dấu ấn tuổi thơ của người trong tình yêu thương, nuôi dưỡng của ông bà, bố mẹ, anh chị và bà con làng xóm. Rách thơm, tâm sách tội nghề, đứa chỉ mong hình thức để các tuổi mươi tạo cho trọn vẹn cả thái lãnh. Lúc này các gái đâu có cuộc đường trọn vẹn cả. Ông cuộc đường cất mang đỏ với nhà mình, nhận vui cho ăn. Chắc với nhà mình lâu trong bảy vô về địa này, mấy đất mấy người, có người trung dũng, có truyền thống đại giặc. Hai tướng quân xin cớ lập nghiệp thành ra. Năm 2014, khu di tích Kim Liên đã đón tiếp hơn 1,5 triệu khách tới tham quan. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch truyền thống hấp dẫn đối với đồng bào đồng chí cả nước và bạn bè thế giới. Và nơi đây đã từng chứng kiến các hoạt động về tri ân đối với lãnh tụ Kính Yêu. Làng Sen là nơi ẩn chứa những kỷ niệm sâu sắc trong quãng đời niên thiếu và hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê. Dẫu đã qua cả thế kỷ, vạn vật đổi thay, nhưng những hình ảnh xưa cũ của làng Sen gắn liền với tuổi thơ Bác vẫn được lưu giữ đến bây giờ như một miền ký ức đẹp và là tấm gương sáng cho mọi thế hệ. Đến quê hương Nam Đàn xứ Nghệ, toàn quê hương các anh hùng của dân tộc đất nước từ Nghệ An, Hà Tĩnh mà ra đi, cho nên là các cô mỗi một năm về các cô rất chỉ là thấy đổi mới của quê hương Nam Đàn xứ Nghệ thay đổi mà khang trang lộng lẫy, một ngày coi như xây dựng đất nước mạnh giàu, khang trang to đẹp đàng hoàng hơn đúng như lời của Bác mong muốn. Và chúng tôi nhận thấy rằng là ban lãnh đạo tại khu di tích đây cũng như là anh chị em phục vụ rất là nhiệt tình và chú đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhiều cho đoàn. Và đoàn xin cảm ơn, và cũng là cái việc chúng tôi nhận thức rất rõ rằng cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Lào cũng như hai đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Hoàng Lào. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục là có những cuộc sáng thăm để thắt chặt thêm cái mối quan hệ đặc biệt đó. Trên lưng núi Đồng Tranh thuộc dãy Đại Huệ là nơi an táng bà Hoàng Thị Loan. Ngôi mộ có hình một khung cửa khổng lồ. Từ chân núi đi lên còn có mộ bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ. Gặp lấy dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lấy tuổi xuân đi nghe hát nở đỏ. Thắp nén hương thơm trên mộ bà Hoàng Thị Loan, thân sinh ra Bác, để tưởng nhớ đến công dưỡng dục sinh thành, trang người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngôi mộ tọa lạc trên núi cao, giữa ngút ngàn thông reo và cảnh sắc của muôn hoa đua nở. Đứng trên đỉnh
ta có thể phóng tầm mắt để tận hưởng toàn cảnh núi Hồng Sông Lam, để thấu hiểu hơn về đất và người xứ Nghệ. Tôi về Nghệ An thì hầu như là tôi về là quê nội, quê ngoại của bác. Tức là và đi thăm những cái, vừa là cái tâm linh, vừa là cái di tích lịch sử mà của cả nước và cả thế giới đều nhìn thấy. Nên đây là một cảm nghiệm, đây là nhà nước đã đầu tư xây dựng cái vụ công trình này là tuyệt đẹp, để cho anh vừa đến là vừa mang cái tâm linh của mình và vừa chia sẻ những cái nghĩ về những cái cội nguồn của mình mà đã xây dựng lên đất nước Việt Nam này. Núi Trung có hình chữ vương như cái chuông khổng lồ úp nghiêng. Núi có nhiều động, có ba đỉnh chính. Đỉnh cao nhất gần 50 mét, đứng ở vị trí trung tâm của 7 xã, là địa danh gắn bó mật thiết của nhân dân Kim Liên bao thế hệ. Trên núi Trung có chùa Đạt. Hiện nay, tại núi Trung đang xây dựng đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn đối với các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ, nhằm tôn vinh đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, là điểm du lịch sinh thái tâm linh của du khách trong và ngoài nước khi đến với quê Bác. Nói về núi Đụn, trước đây khắp xứ Nghệ có lưu truyền mấy câu sấm ký: Đụn sơn phân dài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh. Tạm dịch nghĩa là khi núi Đụn trẻ đôi, khe bò đái mất tiếng, sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành, đất Nam Đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân. Vị thánh nhân đó chính là Bác Hồ. Câu sấm này lại được bàn tán trao đổi rộng với niềm khát khao mong đợi vị thánh nhân xuất thế. Lúc đó, khe bò đái cũng đã ngừng chảy, tiếng suối chảy ở khe không còn nghe được nữa. Người dân càng tin và càng chờ đợi. Núi Đụn từ xưa đã liệt vào hàng danh sơn mấy khói tụ, ở đó có thành Vạn An. Dưới chân núi Đụn vẫn còn lăng mộ Mai Hắc Đế. Đây là ngôi đền cổ uy nghi và nổi tiếng linh thiêng mà ngày xưa được coi là tổng hành dinh. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan diễn ra từ năm 713 đến năm 813 đã đánh đuổi được quân nhà Đường tàn bạo xâm chiếm nước ta, bóc lột dân nghèo. Hàng năm, tại đền thờ vua Mai Thúc Loan, ngoài các lễ hội đầu năm, còn có các ngày dỗ mẹ vua, các hoàng hậu vào tháng 7 và ngày dỗ vua vào ngày 16 tháng 9, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và nhiều du khách. Thành Lục Niên được Lê Lợi xây dựng trên lưng chừng động chủ thuộc dãy núi Thiên Nhẫn. Thành đắp bằng đá núi đến nay vẫn còn di tích. Trước cửa thành có bờ đá thẳng dựng đứng xuống cao chừng vài chục mét, tạo nên thế hiểm trở, có khe nước chảy qua, tạo thành một tháp cao gọi là khe Hồ Thành. Chỗ khe nước chảy ra cũng là chỗ cửa thiên tạo tự nhiên của Thành Lục Niên. Mộ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nằm dưới chân núi Thiên Nhẫn thuộc xã Nam Kim, uy nghiêm, thoáng đãng, dưới bóng cây xanh mát. Trước mộ là hồ nước Nam Kim trong xanh phẳng lặng. Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng của quần thể di tích lịch sử văn hóa vùng đất Lam Hồng. Là mảnh đất linh thiêng, huyền bí, Nam Đàn có nhiều ngôi chùa cổ kính như chùa Đại Tuệ
nằm trên đỉnh núi Đại Huệ. Nơi đây đã gắn liền với nhiều biến cố mang tính lịch sử của đất nước và chứa đựng nhiều huyền tích giúp vua xây thành chống giặc. Hàng thế kỷ qua, Đại Tuệ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân xứ Nghệ. Thật đúng như những câu thơ mà nhân gian vẫn truyền tụng: ao sen hương phảng phất, giếng nước thánh tràn đầy, ngôi chùa tận trên mây, người xây thiên tạo hóa. Chùa hiện đang trùng tu xây dựng, góp phần tô thắm cho núi Hồng Sông Lam, gắn liền với những trang sử vẻ vang của đất nước, truyền thống văn hóa, đạo pháp của dân tộc. Đây là điểm du lịch tâm linh trọng điểm, thu hút nhiều du khách. Chùa Viên Quang vừa được trùng tu và xây dựng để thờ Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các chư vị Phật, Tam Tòa, Thánh Mẫu. Chùa tọa lạc trên một quả đồi có diện tích gần 13.000 m2 thuộc xã Nam Thanh, trông rất thâm nghiêm, cổ kính. Chùa Viên Quang không những là thắng cảnh du lịch tâm linh cho những ai muốn tìm về chốn thiền môn, sống trong những giây phút an lạc mầu nhiệm, mà còn là nơi đào tạo phái võ truyền thống, luyện cho các thế hệ trẻ thế lực anh minh khỏe mạnh. Nam Đàn có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia phong phú về loại hình, độc đáo về kiến trúc. Trải qua những biến cố và thời gian, không ít di tích đã bị mai một. Hiện nay, Nam Đàn đang tập trung đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích để tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch, hướng thế hệ trẻ tìm về với cội nguồn lịch sử và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho các thế hệ thanh niên. Kiến trúc đình đền phong phú đa dạng như đền Vua Bà, chùa Đức Sơn, đình Quang Thái. Nhưng nổi bật nhất là đình Hoành Sơn, một ngôi đình không chỉ có quy mô lớn mà còn có nghệ thuật chạm trổ, trang trí vô cùng tinh xảo. Đình được xây dựng trên 400 năm với 5 gian, 2 hồi, 32 cột. Đây là ngôi đình có kiến trúc điêu khắc đẹp nhất nước, là bức tranh toàn cảnh về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương thế kỷ 17-18. Chùa Đức Sơn nằm trên vùng đất cổ thuộc thành Vạn An xưa, được xây dựng từ thời Trần, là một trong những ngôi chùa cổ nhất xứ Nghệ với vẻ đẹp uy nghiêm, linh thiêng huyền bí. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như 41 bức tượng cổ, bức đại tự, chuông chùa, tượng pháp. Đây còn lưu giữ 210 bản gỗ khắc kinh quý hiếm. Chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sự rắn rỏi, kiên nhẫn trước thiên nhiên bất hòa của những người con nơi đây đã tạo ra những đặc sản quý hiếm, đó là chanh Nam Kim mọng nước, tương Nam Đàn mát lành, dê cầu đòn bổ dưỡng. Những sản vật này đã theo chân du khách đi khắp mọi miền đất nước và tạo dấu ấn sâu đậm trong hành trình du lịch về với miền Trung Việt Nam. Trong những năm gần đây thì tỉnh đã rất quan tâm cái vấn đề kêu gọi đầu tư cho cái phát triển du lịch. Nhưng mà các nhà đầu tư để đến với Nghệ An trong cái xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cũng chưa được nhiều. Mặc dù là cái sản phẩm khách sạn, cơ sở lưu trú thì ở Nghệ An thì tăng khá nhanh. Nhưng mà các cái điểm trọng điểm như Nam Đàn thì lại chưa phát triển được. Mặc dù vậy nhưng mà tỉnh cũng rất quan tâm để ưu tiên đầu tư cho xây dựng các cái sản phẩm để thu hút khách du lịch về với Nam Đàn. Ví dụ như chúng ta đang còn tập trung rất cao cho cái việc xây dựng chùa Đại Tuệ, một trong những cái nơi mà chúng tôi trong cái chiến lược phát triển du lịch thì đã tính đến cái việc thu hút khách về đây mỗi năm cũng khoảng chừng 1 triệu khách. Và trong cái chiến lược
kêu gọi đầu tư thì chúng tôi cũng đã đưa cái dự án ưu tiên đầu tư cho cái cơ sở hạ tầng cho cái khu vực này, một cái đường nối khoảng chừng 350 tỷ đồng cho cái đường đi lên chùa Đại Tuệ, từ ngoài này đi lên chùa Đại Tuệ, đi sang quê bạn và đi sang khu mộ bà Hoàng Thị Loan để có một cái chu kỳ khép kín trong cái quá trình tham quan của khách du lịch. Với nhiều danh thắng hấp dẫn, phong cảnh nên thơ, Nam Đàn sẽ là điểm du lịch sinh thái lý tưởng thu hút nhiều du khách. Hồ Tràng Đen được thiên nhiên ban tặng cho một nguồn tài nguyên nước ngọt phong phú, nước có quanh năm, không bao giờ cạn. Mùa hè như máy điều hòa khổng lồ đã làm dịu cái nắng nóng miền Trung đáng sợ. Thác Hồ Thành chảy từ đỉnh núi Thiên Nhẫn, đầy vẻ hoang sơ huyền bí. Đây là dòng nước ngọt mát lành để thỏa sức vui chơi trong những kỳ nghỉ. Nam Đàn là một cái địa phương mà có phải nói là đậm đặc các cái di tích lịch sử, văn hóa, các cái đền chùa miếu mà cũng rất là nhiều. Thì cùng với sự biến đổi về thời gian ấy, rồi cũng như là quá chiến tranh thì các cái di tích nó bị tàn phá, nó bị hư hỏng mái một đi rất là nhiều. Và hiện nay ấy, để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các cái di tích đó thì Nam Đàn cũng đã có cái chủ trương phải nói rằng là huy động mọi nguồn lực đấy để là bảo tồn, tôn tạo và phát huy các cái di tích lịch sử văn hóa. Đối với các cái di tích mà chưa được xếp hạng thì huy động tối đa các cái nguồn xã hội hóa đóng góp của nhân dân để tu bổ tôn tạo. Và đối với các cái di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia thì ngoài cái xã hội hóa thì có thêm cái sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước các cấp để trùng tu tôn tạo, bảo tồn và phát huy các cái di tích lịch sử văn hóa đó. Nam Đàn được xem là cái nôi của dân ca ví dặm xứ Nghệ. Nó như ngấm vào máu, vào thịt của người dân nơi đây. Những làn điệu dân ca sâu thắm nghĩa tình, mượt mà đằm thắm, làm ngây ngất lòng người. Nó là cốt cách, tâm hồn của người dân lao động. Dân ca ví dặm như là hồn cốt, là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân. Họ hát ví dặm trong mọi lúc mọi nơi để quên đi sự vất vả nhọc nhằn. Đây là giờ học nhạc tại trường Trung học cơ sở Kim Liên, Nam Đàn. Dân ca ví dặm được các em yêu thích và chăm chú lắng nghe. Hiện nay Nam Đàn đang bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đó, làm điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Bát cháo lưng con, cha nhìn mẹ nhường, dìu dắt con vào đời. Với cậu bé Nguyễn Quốc Bảo, xã Kim Liên, thì dân ca ví dặm như là huyết mạch của sự sống. Em thích hát dân ca từ khi lên 3 tuổi. Niềm đam mê của em được thừa hưởng từ người mẹ và cũng là cô giáo dạy nhạc. Em đã thấm những làn điệu dân ca từ khi còn ở trong nôi và thường xuyên được mẹ ầu ơ ru con bằng những câu hò, câu ví. Đây là bước đệm quan trọng để Quốc Bảo đạt giải nhất trong liên hoan câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ lần thứ nhất. Ngày 27 tháng 11 năm 2014 tại Paris, Pháp, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam được UNESCO vinh danh
là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, là niềm vinh dự lớn cho Nam Đàn nói riêng và cả nước nói chung. Là một người con trên mảnh đất Kim Liên, nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên, khi nghe tin dân ca Vị Dằm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho toàn nhân loài, em cảm thấy rất hãnh diện, vinh dự và tự hào. Khi học bộ môn âm nhạc, được nghe những làn điệu dân ca Vị Dằm, giúp em càng thêm yêu quý sản xuất lao động và cũng như là yêu quý quê hương mà mình sinh ra và lớn lên, nơi được coi là cái nối nuôi dưỡng của nên dân ca Vị Dằm, những làn điệu dân ca Vị Dằm mượt mà thiệt tha. Với những tiềm năng thế mạnh của miền quê đang chuyển mình đổi mới, chắc chắn Nam Đàn là một điểm đến lý tưởng hấp dẫn du khách.